Bây giờ mình kể cho bạn một câu chuyện về một gia đình có bốn người phụ nữ. Đây là người mẹ và là ba cô con gái của người này. Cả bốn người phụ nữ này sống với nhau thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thì tới cái tuổi ba cô này lấy chồng, một cô, hai cô và ba cô lấy chồng, thì chỉ còn lại một mình của mẹ mình sống một mình thôi. Ba con này đi lấy chồng thì người mẹ bắt đầu ở một mình, mẹ rất là buồn và bệnh, người mẹ khóc hàng đêm, có hàng xóm họ đến họ thăm. Và gia đình của ba con này, mình sẽ phát ra những cái lá bài đấy. Từng cô có những có gia đình riêng hết. Thì người mẹ này nhớ con mình nhưng mà không muốn xen vào chuyện của gia đình của những đứa con của mình. Nhưng mà bà ta bệnh, bắt đầu những đứa con của mình, của bà ta muốn về thăm, nhưng mà họ không biết tìm cách nào để họ về thăm mẹ mình được. Đây thật sự gia đình rất là khó, không có cách nào để về. Thì cô thứ nhất sẽ trộn lẫn với nhau, với những trốn với nhau ấy, tìm cách về thăm mẹ mình. Cô ta đã biến mất. Và cô con gái thứ hai cũng biến mất. Cô thứ ba biến mất. Thì ba cô này đi đâu? Thật sự ba cô này là ba người hàng xóm hàng đêm về thăm mẹ mình, nhưng mà mẹ không biết, tại vì lúc này mẹ đã bệnh rất là nặng. Mẹ không biết là những người hàng xóm này là chính là những người hàng đêm chăm sóc mình. Vâng, đây là một câu chuyện mình muốn nhắn nhủ đến những bạn. Thật sự là đi đâu làm gì cũng phải nghĩ đến về gia đình của mình là trên hết. Cách setup và cũng như cách diễn như thế này. Setup các bạn tùy các bạn thích. Mình sẽ làm đây là người mẹ và đây là ba cô gái. Và cách diễn thì giống như là các bạn đã coi lúc nãy. Đấy, khi bạn ship 4 lá này vào thì các bạn làm dấu ba lá này, 1, 2, 3, làm dấu ngón út của bạn nè, làm dấu ngón út này. Các bạn làm dấu cái lá bài thứ ba á, làm dấu rồi bắt đầu các bạn gom chung với cái phần 4 lá này, bạn gom lại. Đấy, các bạn gom lại. Vậy là tất cả bên đây mình có tất cả là 7 lá bài. Đúng rồi, 7 lá bài. Và đây là mấy cái kỹ thuật cơ bản. Rồi đầu mình sẽ đếm luôn nè. Khi mà có làm dấu được 7 lá bài rồi, các bạn cầm nguyên sắp lên luôn. Rồi các bạn đếm xuống nè. 1 lá, 2, 3. Cái lá còn lại các bạn để lên luôn. Là mình có hiện tại là 1 đồng và 3 lá bình thường. Và đây mới là 3 lá đồng. Hiện tại là như thế. Ok, giờ tiếp ha. Sau khi các bạn để xuống rồi như thế này, mà nói gì? Đây, các bạn để xuống rồi, xong các bạn phát đầm ra, bạn nói đây là người mẹ. Sau đó ba người
người con, đúng không? Và hàng xóm thì chắc chắn hàng xóm lúc này là ba người con này. Đây là một trích nó đơn giản thôi, nhưng mà các bạn chỉ nhanh tay lúc đầu và lúc cuối là hoàn toàn là bình thường, những cái diễn như bình thường. Lúc này đây không phải là con đầm nữa mà là con khác thôi. Đấy, các bạn thấy. Đấy, do các bạn cách diễn, các bạn diễn tả lên thêm một tí nữa cho nó hay. Chắc là bên đây là bốn con đầm. Ok, các bạn nhớ like, subscribe kênh YouTube của mình để thường xuyên theo dõi những cái clip mình hướng dẫn ẩm thực cho các bạn.